Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan Job Behind nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Và nếu video 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan Job Behind nha. Sáng nay mình có chơi một cái tựa game nó cũng khá giống với Plan Job Behind, nhưng mà nó theo cái kiểu là kết hợp, nhưng mà thật ra nó không thể hay bằng cái game chính gốc rồi anh em ơi, đó là điều chắc chắn, chúng ta sẽ không có thể gì mà bàn cãi được cả, đúng không? Rồi chúng ta sẽ ok, rất là nhiều con zombie đầu khổng lồ, đầu rất là to. Bên này vẫn là như vậy thôi. Ui ôi, sao có nấm độc này, hôm nay ôi lâu lắm tôi mới dùng nấm độc này anh em. Cái nấm độc này khỏe phết đấy, đùa đâu. Từ từ nha, chúng ta sẽ cần phải, hình như cái này nấm độc này nó sẽ có thể lan được đúng không anh em? Hình như nó có thể gây ra lan được thì phải. Từ từ, thế mình đặt nó ở sát sát đây này, nó đông đông tí anh em. Đấy, ít quá, nấm độc này nó chết luôn này. Đấy, nó sẽ ngấm dần và nó sẽ chết anh em ạ. Ui, cái này chỉ có slow thôi. Cái này có slow nha. Xuất hiện nhiều đấy anh em ơi. Cái này chỉ có được một con này. Chết rồi, chỗ này thì sao? Chỗ này ta chưa biết sẽ làm thế nào đây, tại vì là nó ngấm độc thì nó sẽ chết thôi anh em ạ. Nhưng vấn đề là Chết rồi, chỗ này nó cắn nhanh quá. Ngấm độc nè, cưng. Mấy cái đạn này yếu quá, không ăn thua luôn. Là sao bắn được cái kia đây anh em? Bắn được mắt, đố bắn được luôn. Cái này không lan ra cái bọn khác nhỉ? Cái này không lan ra bọn khác anh em ạ. Nó không hề lan ra bọn khác đâu. Thế chứ nhỉ? Chết rồi. Tại sao nó bay vào đây nhỉ? Cái này nó không cản được cái bọn này anh em ạ. Chết rồi. Bắn được cái bọn này thế nào được? Làm sao bắn được cái bọn này? Ôi chết tôi rồi. Xong rồi. Nát rồi. Cuộc đời này coi như xong rồi. Chết mày. Ok. Có nhỉ, tại vì là chỉ có mỗi cây độc là cây gala đam anh em ạ, còn bọn kia thì nó khá là củ chuối luôn, nó chẳng có tác dụng dễ gì cả, thề luôn, không có nhiều tác dụng cho lắm. Có độc không ta? Ui nó lan vào tận đây nhỉ, nhanh thật sự luôn. Không gây được đam, vấn đề là cây không gây được đam. Đây có này, đang giữ nó lại, cái nó bị dính độc rồi. Ê, dính độc lan anh em ạ. Ấy được đấy, được của nó đấy, dính độc lan nhá. Đây đang dính độc lan nha anh em. Bắn nó đi, nó chưa lè lưỡi à? Nó bị slow lại rồi. Tiếp công cây độc ở đây này, chưa vào được luôn ạ, còn chưa giơ tay được luôn ạ. Ui giời, nó vụt rồi. Xong rồi. Giết con boss thế nào đây? Tôi đang tự hỏi sẽ giết con boss kiểu gì đây? Chúng ta làm mấy thế? Không được rồi. Chết tối chỗ này. Nãy nó bị nó bật vào đây. Nó bật vào mồm này thì đánh đấm sao nhỉ? Trời ơi. Con này nó không tác dụng với boss luôn anh em ạ. Cay nhỉ. Cay thật sự luôn anh em. Thế làm nào? Chẳng làm nào được cả. Đấy, cái này thì tác dụng được này, nhưng mà cái này không tác dụng với boss. Bựa thật sự luôn. Trời ơi. Tốc độ nhanh lên cái cho nó gọi là cắn đi. Cắn cả ngày. Ui ôi. Chết nha, cẩn thận chết nha. Đang bắn liên hoàn vào mặt nó đây. Nó còn không xong được cho tôi ấy chứ.
nó phá nhanh được hộ cái thì tốt quá. Cái đam của cái tên táo đỏ là rất là yếu anh em ạ, siêu yếu luôn ấy, chẳng có cái gì, đam siêu yếu luôn. Ui vẫn giết được táo đỏ, chứ tỏ nhà quê. Apple Motor và cái kia tên là gì ta, để tiếp mình nhớ tên xem, không biết nhớ tên nó là gì. Rồi chúng ta sẽ xem cái cây táo đỏ kia nó sẽ là cái gì. À, cái cây gì nhỉ? Cái nấm nó lắm, mình cũng dùng cái cây nấm độc ấy. Cái nấm nó chỉ có một cái địch thôi. Cái nấm nó chỉ có một cái địch thôi. Ok. Cây nấm à? Cái nấm hay là cây gì đó? Mình không nhớ cây cây gì luôn. Cây nấm là cây nấm mèo đúng không ạ? Nhớ là cây nấm mèo thôi, cũng không nhớ nó là cái loại gì luôn. Nấm mèo. Nấm mèo, à đây 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 đây, nó là cây cây Shadow SH Room. Nó là thế. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái khác nhá, xem có nhiệm vụ gì không. Hôm nay có nhiệm vụ gì không ta? Epic Quest thì chắc là hết rồi. Epic Quest thì cha sẽ nhận thêm được 5 game nữa. Lại tiếp tục là đi mua cái cây bowling thôi. Nhờ yeah. Event này. Level up cho Amamis này. Cái gì ấy? 100 game, Jurassic Mart không chơi luôn đấy. Wasabi Whip vẫn là Wasabi thôi, không có gì nhiều cả. Butter Z nhờ, cây Butter Z thôi. Ngày ngày cây Butter Z thôi, không có nhiệm vụ gì khác là Butter Z và có đánh thêm rồi. Ok, free play nè anh em, chiến thôi. Razo gì đấy. Ok thì vẫn là chiến thuật như hôm qua, như hôm nọ thôi, không có gì khác cả. Chẳng có chiến thuật gì khác ngoài mấy cái chiến thuật này mà chúng ta đã để ra rồi. Đúng không? Theo vẫn sẽ là một cái loại này, đặt full luôn anh em, có bao nhiêu cây thì mình sẽ đặt full bấy nhiêu cây luôn. Rồi chúng ta sẽ đặt full những cây ở đây đã. Vẫn sẽ là như vậy thôi, cũng không có gì nhiều cả. Chúng ta sẽ đặt thêm bên này. Nha. Đây mình sẽ đặt mấy cái cây hàng phòng thủ chúng ta trên này nha. Vẫn thế thôi, vẫn sẽ đặt đây là hàng gốc cây lửa này. Để cố gắng là đánh thắng vài trận nữa nào, đúng không? Đây full luôn, có chỗ nào có em đặt hết luôn, chẳng để dành làm cái gì cả. Dĩ nhiên tôi chưa nhỉ, đây nữa nhỉ. Rồi chơi nào, gốc cây lửa nha anh em, gốc cây lửa và thêm gốc cây lửa nữa. Ok xong là Blackberry Vice ở phía dưới này. Dead Rock anh em ơi, chiến nào. Rồi đấy, xuất hiện ở đây anh em. Chỗ này sẽ bị mất một cái cây luôn. Lý do là bị cái kia nó phá. Ui dồi. Nát thật sự anh em. Cho dùng liên tục đi. Chả tiết kiệm gì đâu. Không phải tiết kiệm gì đâu anh em ơi. Dùng luôn vào ngay ấy chứ. Không dùng là lửa này. Ở đây cho lửa qua. Có thêm plant food không?
Nó không ra một cái plant food nào? Không ra một cái plant food. Như vậy là có cây lửa được bảo vệ một cách rất là nghiêm ngặt, rất là chặt. Anh em nhớ chỗ nào thoáng thì đặt nó nhá. Có ra thêm plant food không? Ủa, plant food đấy này. Giật thế. Em phải nói giật, mắc giật luôn anh em. Dùng liên tục anh em ơi, thì mới kịp được. Không dùng liên tục là không kịp được đâu. Blackberry Vines. Thêm một cây nữa. Thấy chưa, vừa nói xong 21 giây nữa anh em. Mình nói dùng liên tục mà. Có là dùng rồi. Cho vẫn giữ nguyên gốc cây lửa anh em. Nó rất là tuyệt vời. Có thêm plant food không? Để thêm một lần nữa anh em. Ui, 1.5 triệu anh em. Bảy. Kỷ lục mới. Yes, kỷ lục mới anh em ơi. Clugutter và cốc cây lửa. Wow. Bá cháy là 1.7 triệu nè. Đây là kỷ lục tốt nhất của mình. Có thể có trong này đấy anh em, 1.700.000 điểm. Chúng ta sẽ không phí bất kỳ một cái plant food nào. Rất là kịp thời nhỉ. Rất là đúng lúc, rất là vừa. Yes, 1.7 triệu nha. Một cái gì đó nó là vào kỷ lục rồi. Hay ho. Như thế này thì mình có thể thắng được rất là nhiều trận, nhưng không biết là bao giờ kết thúc đây. Để xem cái sự kiện như thế nào. Không muốn kết thúc luôn thì đúng là bó tay. Rồi, let's rock nhanh anh em. Chiến nào. Chiến. Nó xuất hiện cái ấy cái xong mình bắt đầu ấy luôn. Rồi anh em. Không cần phải đâu, không cần phải tiết kiệm làm gì đâu. Cứ dùng hết cho mình thôi. Cái lửa đấy anh em. Úi trời ơi. Đấy luôn vào. Tập trung hết sức nha anh em ơi, tập trung tối đa đấy. Chết rồi, nó lắm ghế quá. Tại sao nó không ăn bớt cái này đi hộ mình cái nhỉ? Tại vì nó lắm ấy quá. Nó lắm ấy quá anh em ơi, khó chịu thật sự luôn. Tại vì nó lắm lắm cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì ta? Có mấy cái bình ở đây này, nó làm mất cái diện tích của mình quá. Mình cũng chẳng tấn công được và cũng chẳng phòng thủ được ấy. Khó chịu thật sự luôn. Cho tôi thêm cái plant food nữa nào. Ô, plant food kìa anh em. Con mợ nhà nó. Ở đâu mà lắm thế? Hình như tôi mất một số cây thì phải đúng không? Thiếu cốc cây lửa ở đâu đó thì phải. Đừng có nhìn nhầm không ta? Không. Không thiếu cây nào nha anh em. Không thiếu cây nào cả, hiện tại không thiếu cây nào cả. Lên. Ui, giật lag. Giật lag đúng là không có đối thủ luôn. Dùng luôn anh em ơi, không sợ không kịp ấy. Không kịp à? Bốn giây nữa anh em ơi. Vẫn có kịp bắn thêm một lần nữa. 1.4 triệu, 1.5 triệu vẫn là cái cột mốc nó chia 1.5 triệu nha anh em. Nó 1.7 triệu là chính là nó ăn may, nó có thể vượt qua được thôi. 300.000 thì không thể ăn được với mình rồi. Chứ lần này thì đúng là phá máy, là chính xác là phá máy anh em. Ok, mình có bao nhiêu găng tay ấy nhở, và còn không biết bao nhiêu thời gian nó sẽ hết đây. Ui giật, đến mà tận đây nó còn giật này. Apple Motor đỡ ở đây, bây giờ nó phải qua cái màn này gây anh em. Để qua nó thoát ra cái này cơ thì nó mới được, nó mới đỡ giật. Ý, giật. Túc cái đít. 3 ngày nữa nha. Tận đến 3 ngày nữa mới kết thúc cơ. Cây chúng ta đang cố gắng lên vị trí top 3. Kiểu này lần này phải quyết tâm lên được cúp vàng anh em ơi.
Cúp vàng đang đợi chúng ta. Cúp vàng đợi chúng ta nha. Rồi đấy, vẫn là sẽ như thế này. Tiếp theo. Reload. Đấy. Vẫn sẽ như thế này luôn. Dùng luôn, nó hiện lên cái dùng luôn anh em ơi. Dùng luôn thôi. Rõ ràng là có tận 2 cái plant food mà cuối cùng là nó cho mình có 1 cái à. Đúng không ta? Nó hơi củ chuối tí nhưng mà thôi không sao. Có cái lửa này. Chết rồi, thiếu một cái lửa ở trên anh em ơi. Còn thiếu một cái lửa ở trên nhá. Mất gốc cái lửa đi là đam ta sẽ bị giảm xuống rất là nhiều đấy. Mình phải nói trước với anh em như vậy đấy. Sao xuất hiện lắm cái con kia thế? Huê nha mày. Đấy phát rồi. Rồi xuất hiện bia chưa? Xuất hiện bia cái là chúng ta sẽ bắt đầu bắn thôi. Bắn phá anh em ơi. Xuất hiện bia chỗ này. Xong rồi nó lại đạp cái bia đi đâu ấy. Con lợn nhà nó đi đạp một cái bia đi đâu luôn anh em ơi. Xong rồi đạp cái bia đi đâu luôn. Bia đâu. Cứ bia xuất hiện cái là mình bắt đầu mình đạp luôn anh em ơi. Đập luôn. Đố mày đuổi theo được điểm đấy. Thách luôn. Thách cả nhà luôn. Đố mày đuổi theo điểm đấy. Nào nào. Bia đâu. Xuất hiện bia rồi anh em ơi. Hai bia luôn. Mình bị mất gốc cây lửa chỗ nào không ta? Hình như nhìn thấy mất gốc cây lửa ở đâu ấy. Chết rồi. Hình như chỗ này này. Chết mất gốc cây lửa rồi. Lợn nhờ nó. Thằng nào yếu thế nhờ. Mình bị một cái chỗ yếu quá. Đây rồi. Ok. Có 900.000 nữa chưa? Tự nhiên yếu thật sự rồi anh em ạ. Yếu quá. Còn 5 giây nữa mày có vẫn thắng này. Thảo nào không có cái lửa cái yếu hăn đội hình. Chán đời quá. Rồi xong. Nát. Rồi đấy, chúng ta kiếm thêm được một số điểm bên này. Rồi nhá, chúng ta sẽ cứu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Plan GP2 nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.